Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý, sau khi vào vùng ven biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đêm ngày 2 tháng 9, bão Sola, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 1 giờ ngày 4 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ với sức gió dưới cấp 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều 3 và 4 tháng 9, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào, dông cục bộ, có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 5 tháng 9, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng trong mưa dông, xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.